Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui để chúng ta cùng trao đổi về những câu chuyện sức khỏe mà chúng ta quan tâm trong cuộc sống này. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip sau đây. Ung thư dạ dày là hiện tượng các tế bào cấu trúc của dạ dày bị đột biến bất thường và tăng sinh không kiểm soát, xâm lấn các mô ở gần hay ở xa qua hệ thống bạch huyết theo Global Can 2018, một dự án của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế. Tại Việt Nam, số ca mắc mới ung thư dạ dày là 17.527, chiếm 10,6% số ca ung thư mắc mới, đứng thứ tư sau ung thư gan và ung thư phổi. Đối với nam giới, số ca là 11.161 ca, đứng thứ ba sau ung thư gan và ung thư phổi. Ung thư dạ dày ở nữ giới là 6.366 ca và đứng thứ tư sau ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư phổi. Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ác tính phổ biến, dễ di căn và có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, bệnh lý ung thư dạ dày này nếu được phát hiện sớm thì cơ hội chữa khỏi lên tới 90%. Có thể nói là ung thư dạ dày hiện nay là một cái bệnh lý rất là phổ biến, cũng may mắn đây là cái bệnh lý ung thư có cái tỷ lệ chữa khỏi cao. Và để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thêm nhiều những cái góc nhìn về bệnh lý ung thư dạ dày thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng là phó giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ. À. Vâng, xin chào MC, chào quý vị thính khán giả theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta nhắc đến cái bệnh lý ung thư dạ dày thì bác sĩ có thể thông tin rõ hơn về cái bệnh lý này. Cái bệnh này nó chia ra làm bao nhiêu giai đoạn? Ở ung thư dạ dày thì là một trong những cái ung thư mà đứng thứ ba trong những ung thư thường gặp sau ung thư gan, ung thư phổi đến ung thư dạ dày và chúng ta thấy rằng là ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý mà có cả ở hai giới trước kia thì chúng ta chỉ quan điểm là ung thư dạ dày thường xuất hiện đàn ông nhưng bây giờ ung thư dạ dày xu hướng phát triển và chiếm tỷ lệ đáng kể ở phụ nữ thì một câu hỏi đặt ra là cái lý do là nguyên nhân nào dẫn đến cái ung thư dạ dày mà ở nữ trước kia ít hơn mà bây giờ lại nhiều hơn vậy thì một trong những cái yếu tố stress stress là một trong những yếu tố rất quan trọng gây ra đảo ngược dối loạn dịch vị À, đường tiêu hóa đặc biệt là dịch vị dạ dày gây ung thư dạ dày. Yếu tố thứ hai đó là viêm dạ dày mãn tính kéo dài lâu ngày, đặc biệt là có cả trực khuẩn HP. Nếu như chúng ta không điều trị kịp thời thì gây ra những tình trạng viêm mãn tính, teo đét dạ dày và gây ra ung thư dạ dày. Cái yếu tố thứ ba tiếp theo đó là gì? Chúng ta có tiền sử bệnh lý của dạ dày. À những bệnh nhân thường có polyp dạ dày hoặc là những bệnh nhân có những cái tổn thương rối loạn dịch vị À, của đường tiêu hóa thì cũng là một trong những căn nguyên đặc biệt là à, một số yếu tố nguy cơ khác nữa như là chế cái, cái cái thói quen sinh hoạt đặc biệt bia rượu kéo dài hoặc là thuốc lá phối hợp là cũng là một trong những căn nguyên gây ra ung thư dạ dày vậy thì ung thư dạ dày chúng ta chia làm 4 giai đoạn giai đoạn sớm thì à, ở ung thư mới khu trú ở dưới niêm mạc thôi chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp được mà không cần phải cắt dạ dày. Giai đoạn muộn hơn thì chúng ta cắt bán phần dạ dày và giai đoạn mà di căn xa thì đây là một trong những giai đoạn nan giải mà chúng ta cần phải phối hợp nhiều phương pháp trong điều trị. So với những cái bệnh ung thư khác thì không biết là cái mức độ nguy hiểm của ung thư dạ dày như thế nào thưa bác sĩ? Dạ dày là một tuyến tiêu hóa chính của cơ thể. À, chúng ta không thể dừng cái hoạt động của dạ dày được vì chúng ta cần phải tồn tại, cần phải có cái nguyên liệu đầu vào cho một cơ thể. Vậy thì dạ dày rất quan trọng nếu như à, mà ung thư dạ dày mà chúng ta không điều trị triệt để được hoặc là chúng ta phải eh, không thể cắt bỏ được thì đó là một trong những cái cái vấn đề mà hết sức nghiêm trọng cho người bệnh. người bệnh suy kiệt rất nhanh và có thể tử vong khi mà mất 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 năng lượng hoặc là à, thiếu chất dinh dưỡng suy kiệt. đây là vấn đề mà các bác sĩ rất là quan tâm và rất là nan giải và gần đây thì có rất nhiều các phương pháp để đưa ra nhằm khắc phục những cái yếu tố này. Tuy nhiên thì nó mới đạt những con số nhất định. Khi mà chúng ta nhắc đến ung thư gan á, thì chúng ta thấy là cái đối tượng dễ mắc nhất là những người uống rượu nhiều nè. Ung thư phổi là những người hút thuốc lá nhiều. Vậy thì đối với cái ung thư dạ dày thì sao ạ? Cái đối tượng nào dễ có nguy cơ mắc ung thư dạ dày nhất ạ? À? Thực sự thì chúng ta thấy rằng là đối tượng ở đây thì chúng ta thấy rằng là nam giới vẫn là những cái đối tượng mà tỷ lệ mắc nhiều hơn nữ giới và đặc biệt là những cái đối tượng mà lạm dụng lạm dụng bia rượu chúng ta vẫn phải nói đến bia rượu là một trong những yếu tố không chỉ gây ra sơ gan ung thư gan mà bia rượu cũng là một trong những yếu tố gây ra viêm loét dạ dày phần lớn ở những bệnh nhân mà ung thư dạ dày thì vẫn liên quan đến vấn đề là lạm dụng bia rượu vậy thì ngày nay thì tôi thấy là cái cái ung thư dạ dày đang có cái xu hướng là trẻ quá đi vậy thì nguyên nhân vì sao nó lại có cái sự trẻ hóa như vậy thưa bác sĩ trước kia thì chúng ta thấy rằng là khi mà nền kinh tế còn rất hạn chế, thì cái việc mà con người ta tiếp cận đến những cái thực phẩm, đặc biệt là cái thực phẩm về bia rượu thì còn khó khăn hơn là thời trong những năm gần đây, đặc biệt bây giờ thì những thanh niên thiếu niên thì họ lạm dụng bia rượu một cách phải nói là là một cách kinh hoàng, hầu như là tất cả trong cái cuộc vui nào cũng có bia rượu và họ uống rượu rất sớm, vì vậy thì cái mà gây ra cái tình trạng mà viêm dạ dày kéo dài thì có một cái thời gian để nó biến đổi từ cái cấu trúc của tế bào dạ dày bình thường thành ác tính. À, vậy thì thưa bác sĩ, thông qua những cái triệu chứng gì mà người bệnh có thể là nhận biết là mình đang có nguy cơ bị mắc ung thư dạ dày để từ đó là họ phát hiện sớm cái bệnh ung thư dạ dày này ạ? Khác với một số bệnh ung thư khác thì ung thư dạ dày thường phát hiện muộn. Bởi vì là, là chúng ta hay bỏ qua, chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ là một cái viêm dạ dày thông thường thôi một chút đau thượng vị thông thường thôi và à, nó không rầm rộ, nó thoảng qua, có lúc đau, có lúc không đau và lúc thì trội lên và lúc thì mất đi. Chính vì vậy mà à, đại đa số chúng ta bỏ quên và đến khi mà không chịu được nữa, tức là cái cơn đau dữ dội và liên tục triền miên thì bắt đầu chúng ta đi khám thì lại phát hiện nó rất là muộn. Vậy nếu như mà chúng ta phát hiện sớm cái ung thư dạ dày này thì cái tỷ lệ mà chúng ta chữa khỏi nó có cao hay không thưa bác sĩ? Bất kể ung thư nào đó, ta phát hiện sớm đều chữa khỏi đặc biệt là ung thư dạ dày. À, vậy thì làm thế nào để phát hiện được sớm được ung thư dạ dày? thì chúng ta vẫn phải cần tầm soát. Gần đây thì tất cả những người bệnh đi khám sức khỏe thì người ta đưa cái việc mà nội soi đường tiêu hóa là một trong những cái xét nghiệm thường quy nhằm à, phát hiện à, ra cái tình trạng mà có viêm hay không có viêm à, của niêm mạc dạ dày, có à, vi khuẩn hp hay không để can thiệp kịp thời giảm cái tỷ lệ mà phát hiện muộn. Như từ đầu chương trình chúng ta cũng nhấn mạnh là cái tỷ lệ ung thư dạ dày nó nguy hiểm đứng ở vị trí ở thứ ba chỉ sau ung thư gan và ung thư phổi thôi và có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến là cái tình trạng ung thư dạ dày này xảy ra. Vậy đó là những cái nguyên nhân gì thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái tổng hợp sau đây của chúng tôi. 12 nguyên nhân gây ung thư dạ dày. một chế độ ăn uống, 2, uống rượu bia, 3, nhiễm vi khuẩn HP, 4, không có thói quen khám sức khỏe định kỳ, 5, yếu tố di truyền. 6. người bị viêm dạ dày mãn tính, 7. thiếu máu ác tính, 8. do nhóm máu, 9. hút thuốc lá, 10. môi trường sống ô nhiễm, 11. tuổi tác và giới tính, 12. từng phẫu thuật dạ dày. À vâng, nếu như một ít phút trước thì bác sĩ có nói là nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày thì có liên quan đến cái việc là chúng ta sử dụng rượu bia nữa. Thì vậy có phải đây là cái nguyên nhân duy nhất hay không hay là còn những cái nguyên nhân nào khác mà người bệnh của chúng ta cần phải lưu ý thưa bác sĩ? có rất nhiều các yếu tố nguy cơ quay xung quanh việc ảnh hưởng tới cái tỷ lệ ung thư dạ dày ngoài việc lạm dụng bia rượu chúng ta còn phải nói đến cái thực phẩm đặc biệt là thực phẩm lên men à, chúng ta biết rằng cái môi trường của dạ dày là cái môi trường ph axit khi mà à, chúng ta à, có một cái khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều cái thực phẩm lên men thì nó gây ra tăng hơi ở trong dạ dày và gây ra đảo ngược dịch vị đấy cũng là một cái yếu tố mà nguy cơ sẽ gây ra viêm viêm dạ dày. Ngoài những cái thực phẩm về uh, lên men, thì còn những cái thực phẩm mốc, thực phẩm mốc, những cái thực phẩm mà ôi thiêu chứa nhiều hóa chất, thì đây cũng là một trong những yếu tố. Vậy thì đến bây giờ thì chúng ta chỉ nói rằng là có các yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày. Chứ thực chất thì nó phối hợp rất nhiều các yếu tố với nhau. Chúng ta cũng chưa khẳng định là cái này có gây dạ dày, dày không. Giống như là gì ung thư phổi những người ung thư phổi thì liên quan đến việc, việc hút thuốc lá chứ hút thuốc lá chưa chắc đã gây ra ung thư phổi vậy thì nó chưa xác định được đó là nguyên nhân hay không mà chỉ xác định là đó là yếu tố nguy cơ gây ra ung thư à, như bác sĩ chia sẻ tôi có để ý là rất là nhiều người người ta thường hay bỏ qua những cái cơn đau dạ dày trong cái giai đoạn đầu khi mà họ bị ung thư dạ dày vậy thì không biết là cái triệu chứng của ung thư dạ dày nó có dễ nhầm lẫn với những cái bệnh lý về dạ dày khác hay không như chẳng hạn như là hội chứng ruột kích thích này hay là viêm đại tràng chẳng hạn nó có dễ nhầm lẫn với những cái triệu chứng đó hay không thưa bác sĩ thực sự thì nó khác nhau có cái hội chứng ruột kích thích thông thường thì nó xảy ra ở đại trực tràng phị đau bụng phị đau bụng đau bụng dưới còn đối với dạ dày thì đau vùng thượng phị hai cái đấy hoàn toàn khác nhau ừ. nếu như mà đại đa số thì người ta bỏ quên bỏ sót là do là gì do khi mà cái cơn đau ấy, nó xảy ra và nó cũng mất đi rất nhanh nên bỏ sót vậy khi mà cơn đau mà triền miên thì lúc đấy thì lại muộn vậy rất nhiều người khi soi dạ dày có tổn thương là viêm nhưng điều trị lại không đến nơi đến chốn tức là gì họ không tuân thủ một phác đồ điều trị đến cùng như giả dụ có thể một tháng điều trị bằng thuốc ức chế h cộng chẳng hạn bơm proton chẳng hạn nhưng mà họ không thể là điều trị đến một tháng được sau một tuần họ lại đi nhậu thế là tất cả cái phác đồ đấy buộc không thành ra là bác sĩ cũng cũng bó tay trong những cái trường hợp mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị vì vậy mà trong những ung thư dạ dày thì nó tái đi tái lại rất nhiều lần. Vậy khi mà tái đi tái lại nhiều lần thì nó gây ra một cái tình trạng mà kháng điều trị, Vì, viêm dạ dày mãn và đặc biệt là có trực khuẩn HP. Trực khuẩn HP là một trong những trực khuẩn mà rất nguy hiểm, là một nguyên nhân mà gây ra tỷ lệ ung thư dạ dày rất cao thì nó cũng kháng thuốc và đó là một trong những căn nguyên mà uh, có chiếm tỷ lệ cao trong tự dạ dày. Vậy thì chúng ta có thể phân biệt những cái cơn đau ở dạ dày như thế nào? so với những cái bệnh lý khác và chứng tỏ đó là cơn đau mà chúng ta đang bị bắt ung thư dạ dày. Cơn đau trong cái bệnh nhân lý và viêm dạ dày nó rất rõ rệt, đau khi mà đói hoặc là khi no quá cũng đau. Đây là một trong những cái rất rõ rệt trong à, những cái tổn thương của niêm mạc dạ dày. Bệnh nhân đói quá thì nó tăng siết, tăng tiết axit cũng gây đau, mà no quá thì cũng gây đau hoặc là cái đau do viêm dạ dày mà liên quan đến bữa ăn thì là chúng ta có thể đoán được đó là bệnh lý của dạ dày hy vọng đây là một cái điều mà quý vị khán giả cũng đừng có bỏ qua bởi vì nếu như mà chúng ta bỏ qua những cái cơn đau về dạ dày ở cái giai đoạn đầu tiên, trước là chúng ta đã bỏ qua cái thời điểm vàng thì rõ ràng là cái việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn sau này. Vậy thì khi mà nhắc đến cái phương pháp điều trị ung thư thì đặc biệt là ung thư dạ dày thì hiện nay chúng ta đang có những cái phương pháp như thế nào, à, thưa bác sĩ? Cái căn bản trong điều trị ung thư dạ dày vẫn là phẫu thuật và cái mong muốn là chúng ta phải phát hiện sớm để phẫu thuật kịp thời. Nếu như muộn quá thì cái chỉ định phẫu thuật không còn đặt ra nữa. Vậy thì phẫu thuật vẫn đảm bảo được cái phương pháp triệt căn trong điều trị. Còn các phương pháp khác thì là bổ trợ để mang lại cái hiệu quả tốt hơn trong điều trị. Ở một câu hỏi muôn thỏa mà tôi nghĩ là khán giả nào cũng quan tâm là việc điều trị ung thư, đặc biệt là ở ung thư dạ dày này thì nó có để lại những cái biến chứng gì nguy hiểm hay không mà chúng ta cần phải quan tâm. Rõ ràng là khi chúng ta phẫu thuật cắt bỏ dạ dày hoặc cắt đoạn dạ dày làm cho cái dạ dày nó nhỏ đi và cái việc mà liên quan đến vấn đề ăn uống thì rất là khó khăn bệnh nhân không còn cái dạ dày như trước nữa để chứa được một cái lượng thức ăn lớn nữa nên là vì vậy mà bệnh nhân phải ăn nhiều bữa đây là một trong những cái vấn đề mà làm cho người bệnh thay đổi cái sinh hoạt của người bệnh và có những trường hợp mà bệnh nhân phải cắt toàn bộ dạ dày và chúng ta phải sử dụng quai ruột để đưa lên để lối với thực quản như vậy thì bệnh nhân hoàn toàn mất dạ dày và những trường hợp như vậy thì cái bữa ăn của bệnh nhân lại chia nhỏ ra rất nhiều lần đấy cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến cái chế độ sau này. đại đa số những bệnh nhân ung thư dạ dày nếu như mà can thiệp mà phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày thì cái thể lực rất là kém. Người ta không đủ dinh dưỡng để cung cấp cái nhu cầu năng lượng cho cơ thể và người ta suy kiệt à, càng ngày càng suy kiệt. Và những bệnh nhân như thế không bệnh nhân nào mà có cái chỉ số IBM bình thường được mà đại đa số là những bệnh nhân ở trong thể trạng suy mòn. Và để có cái thể trạng tốt thì rõ ràng là việc là chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh ung thư thông qua cái chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng và có rất là nhiều người bản thân trong gia đình tôi trước đây cũng có người đã bị bệnh ung thư và và có cái quan điểm dân gian là không sử dụng những cái loại thịt đỏ như là thịt bò chẳng hạn bởi vì ăn những cái loại thịt này thì nó sẽ phát triển giống như, như là chúng ta đang nuôi cái tế bào ung thư vậy và lúc đó là chúng ta chỉ uh, sử dụng những cái loại thực vật thôi như là cây xanh uh, rau rau xanh thôi thì điều này nó có đúng hay không thưa bác sĩ? Có rất nhiều cái quan điểm cho rằng là À, chúng ta sử dụng bốn tiết nhiều, đặc biệt là thịt đỏ thì nó sẽ kích thích cái sự hoạt hóa, hoạt động của tế bào ung thư, mà những cái tế bào đấy nó chưa được chưa điều trị triệt căn, nó còn ẩn khuất đâu đó trong cơ thể. người ta đưa ra những cái liệu pháp là gọi là thực dưỡng, là đềm sao tuyệt thực, bỏ đói khối u. Thế thì cái quan điểm đấy thì nó không còn đúng với bây giờ nữa, không còn đúng nữa, vì cái nhu cầu của cơ thể rất quan trọng khi mà cần tất cả các chất để cho hoạt động nếu như mà cơ thể không còn hoạt động được nữa thì, thì cũng không thể tồn tại để mà, mà, mà đối kháng với cái tế bào ung thư được vậy thì à, có nên ăn thịt đỏ hay không thực ra là thịt đỏ cái những thịt mà chứa đạn bột giết rất nhiều ấy, thì nó rất có cái giá trị cho tủy xương à, những bệnh nhân mà à, thông thường ít ăn những cái thịt đỏ thì cái chức năng tạo máu rất kém vậy thì cái đầu vào mình vẫn phải đảm bảo để cho tủy xương hoạt động để sản sinh hồng cầu sản sinh bạch cầu và tiểu cầu những cái chức năng rất quan trọng, tạo máu quan trọng như vậy. Ngoài ra thì các yếu tố vitamin thiết yếu cũng rất cần thiết để cho các hoạt động các chu trình chuyển năng lượng của mình. Đây thì đấy là một cái vấn đề. Chỉ đối với những người bệnh ung um thư dạ dày thì chúng ta vẫn cần phải đảm bảo dinh dưỡng và đặc biệt là chúng ta có một cái chế độ phù hợp đối với từng người bệnh. Bên cạnh cái chế độ ăn uống thì chúng ta có cái sự vận động nghỉ ngơi như thế nào cho hợp lý với những cái người đang bị ung um thư dạ dày thì bác sĩ À, tùy theo cái đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể Năng lượng của cơ thể mà à, chúng ta khuyên người bệnh vận động như thế nào cho phù hợp à, với, Đối với một cái bình thường thì chúng ta cần à, 2.500 kcal trong một ngày Thế thì ở những người bệnh như thế Nếu như họ hoạt động như mình thì họ cũng phải cần cái năng lượng như vậy Nhưng đầu vào họ như thế nào Thì trong cái ung thư dạ dày chúng ta đã điều trị rồi, đã cắt rồi Vậy thì để cung cấp đảm bảo cái cái năng lượng như vậy Thì rất là khó với người bệnh ung thư vì vậy mà chúng ta khuyên người bệnh có một cái chế độ phù hợp nghỉ ngơi và lao động ở một cái cường độ vừa phải. Người ta có câu là phòng bệnh thì một đồng và chữa bệnh thì 10 đồng. Đặc biệt là đối với ung thư thì chữa bệnh rất là tốn kém. Vậy làm thế nào thì chúng ta có thể là phòng cái nguy cơ chúng ta mắc ung thư dạ dày đây ạ? Thực sự thì cái phòng bệnh vẫn là một trong những then chốt để chúng ta giải quyết cái bệnh ung thư. Khi mà chúng ta phòng được bệnh thì đó là chúng ta đã chiến thắng trong việc mà cuộc chiến chống lại bệnh hiểm nghèo. Vậy thì phòng như thế nào? Chúng ta phải không chỉ là ngành y mà phải liên quan đến tất cả các ngành, đặc biệt là truyền thông để đưa đến những cái thông tin, thông điệp cho người bệnh phải quan tâm, chú trọng hơn cho sức khỏe của bản thân mình. Yếu tố tâm lý gây stress là một trong những cái vấn đề rất quan trọng. Tại sao phụ nữ gần đây có cái tỷ lệ ung thư dạ dày nhiều như thế? Đó là stress. Stress do bản thân áp lực xã hội áp lực gia đình và các yếu tố xung quanh gây cái tình trạng mà à, viêm loét dạ dày. thì đây cũng là một cái yếu tố mà có rất nhiều các thông tin khuyến cáo chúng ta cần à, có một cái môi trường làm việc thật thoải mái, có một môi trường làm việc thật là vui vẻ để giảm những cái gánh nặng stress tâm lý. Thì sẽ giảm được các yếu tố nguy cơ. Bên cạnh những cái vấn đề mà chúng ta trao đổi ở trường quay ngày hôm nay thì chương trình khỏe để sống vui cũng có nhận những cái câu hỏi thông qua địa chỉ email và bây giờ thì chắc là nhờ bác sĩ à, chúng ta sẽ cùng trao đổi và chia sẻ với các khán giả. Khán giả có địa chỉ email hải yến 543a.gmail.com gửi câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, em đi khám và được chuẩn đoán viêm loét dạ dày. Em được kê đơn thuốc và ăn uống kiêng đồ chua, cay. Nhưng một năm qua vẫn chưa thấy cải thiện đáng kể. Em có nguy cơ mắc ung thư dạ dày khi bị viêm loét dạ dày kéo dài hay không thưa bác sĩ? Bạn có một cái quá trình mà viêm loét dạ dày kéo dài, điều trị không cải thiện. Thực sự thì đây là cái vấn đề mà bạn cần phải đi thăm khám và điều chỉnh lại cái phác đồ điều trị. Tuy nhiên thì à, khi chúng ta sử dụng cái phác đồ điều trị của bác sĩ thì chúng ta phải tuân thủ đúng cái chế độ à, sử dụng thuốc cũng như là đúng cái chế độ sinh hoạt. À, nhiều lúc thì à, có thể vì lý do công việc chúng ta uh, sử dụng thuốc không đúng giờ giấc hoặc là gì chúng ta vẫn phải có những cái yếu tố xã hội tác động tới như là công việc của chúng ta quá căng thẳng hoặc chúng ta cũng có stress nhiều hơn hoặc là uh, chúng ta cái chế độ ăn của chúng ta không đảm bảo vẫn uh, không đúng giờ giấc thì đấy là một trong những cái yếu tố mà có thể uh, dẫn đến cái việc mà điều trị không hiệu quả khán giả có địa chỉ Facebook Lê Diệu Anh hỏi bác sĩ cho em hỏi ung thư dạ dày có bị di chuyển từ bố mẹ sang con không ạ? Chúng ta thấy rằng là hiện nay thì có một cái tỷ lệ nhất định trong ung thư liên quan đến yếu tố di chuyển Vậy thì người ta thấy rằng là ở một ở gia đình đã có người ung thư thì thế nào sẽ có những người có dễ có nguy cơ bị ung thư hơn là những gia đình không có người ung thư và cho đến nay thì người ta đã làm đã đã giải trình tự gen và đã tìm được những cái gen liên quan đến cái vấn đề di truyền trong bệnh lý ung thư và ung thư dạ dày cũng là một trong những bệnh lý mà có gen liên quan đến yếu tố gia đình vậy thì những người mà trong gia đình uh, bị ung thư dạ dày có người bị ung thư dạ dày thì lên uh, chúng ta lên tầm soát và chúng ta lên bảo vệ chính bản thân chúng ta tránh uh, lạm dụng uh, những cái thực phẩm uh, gây ra kích thích gây ung thư dạ dày hoặc là cái chế độ ăn uống không phù hợp Đấy, hoặc giờ giấc các uh, uh, vấn đề về uh, yếu tố xã hội sinh hoạt không uh, lành mạnh thì cũng là một trong những yếu tố nguy cơ vậy thì đối với những trường hợp này thì uh, bác sĩ có lời khuyên uh, cho uh, mọi uh, cho mọi người trong gia đình là chúng ta nên tầm soát phát hiện sớm và có một cái chế độ phù hợp. Khán giả có địa chỉ Minh Anh Lê hỏi. Em thường xuyên bị sôi bụng ngay cả khi đã ăn no. Vậy đây có phải là dấu hiệu của ung thư dạ dày không thưa bác sĩ? À, sôi bụng hay đầy bụng là một trong cái vấn đề mà à rối loạn cái dịch vị của đường tiêu hóa. Thì à, đối với những trường hợp này thì chúng ta cần thiết chúng ta cũng phải đi khám để nội soi à, à, nhằm phát hiện những tổn thương bất thường ở cái đường tiêu hóa hoặc là một số trường hợp mà À, chúng ta thiếu hụt những cái men chuyển hóa à, thức ăn của cơ thể thì cũng gây ra cái tình trạng mà dạ chậm tiêu đầy bụng vậy thì đối với những bệnh nhân khi mà chúng ta kiểm tra mà à, đường tiêu hóa không có vấn đề gì đặc biệt thì chúng ta lên sử dụng những cái thực phẩm mà dễ tiêu đặc biệt là những thực phẩm mà không sinh hơi thì đây là cũng một trong những à, cái lời khuyên dành cho trường hợp của bạn Vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng. Hy vọng là thông qua những phút phát sóng vừa rồi thì quý vị khán giả của chúng ta cũng sẽ có thêm những cái kiến thức để chúng ta phòng tránh bệnh ung thư dạ dày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.